Hiệu bẹ mình cua đó, hiệu đấy. Ăn mơi mẹ em ăn này. Hello, chào các bạn nhá. Chào mọi người nha. Anh em mình tiếp tục ra đồng phá kiếm thức ăn. Anh em mình phải một cái hồ. Cái hồ này người ta bỏ hoang lâu, anh em mình đi tìm nữa. Đó, anh em mình sẽ xuống tìm cái ăn hồ này. Tìm những gì thì anh em mình sẽ bắt đi với bạn xem. Thôi anh em mình đi luôn, triển khai luôn. Ở đây là hồ lần đầu tiên em mình tới nhá. Hồ này người ta bỏ hoang này, ở xuống. Không có cỏ chứ không? Trên tay xuống này. Ê, cái bóng à. Đặt gà nữa. Hai cái đặt gà. Hai cái. Thầy hiểu bắt con bóng đầu tiên nha. Đây bóng màu đỏ nữa, con là nữa. Ai, rồi. Được. Đây bóng đầu tiên nha. Đỏ đỏ nữa. Bao nhiêu kia. Mời hàng anh nha. Cô em kể mình thích ăn một chưa ăn. Lâu rồi em mình đi màu lại. Này, bữa giờ hồ hết lắm. Tìm cái ăn hơi khó ấy. Anh em mình đi tìm hồ, mấy cái hồ. Hiểu rằng này được sâu à. Lăn cái đó. Cỏ không lăn. Cỏ không lăn cái đó. Không, cỏ cũng chín rồi. Lăn lâu rồi. À không, giờ chỉ lên. Đây tìm hang. Con quấn rửa. Yêu từ đây hôm nay. Con chim nha. Có ba cái hang. Con chửi một cái hang luôn. Một cái vật bùng to hại lắm. Của tôi tung đi này. Bỏ lại cái tay mơ rồi đó. Một cái hàng này. Một cái này. Có một cái to lắm. Dạ, bắt đi. Được, một cái hàng vô. Chạy rồi, chạy. Bùng to thôi. Đấy, đi rồi, đâu quá. Đấy, đi, cái tầm này này. Đó, chạy xuống rồi, chạy xuống dưỡng hết rồi. Một cái tấm thôi chứ nè. Đây này. Hai ba gì nữa tao tung cho. Đó thì đã rồi. Đó lắm. Sợi đồ. Đó lắm. Đó rồi. Con té ni con nhiêu nữa chắc. Đi dạy nè. Mau mau đi. Có hang nhỏ lắm. Giờ ta mò thì cũng có sậy nữa. Này. Hang mò chứ thằng. Ăn bữa tìm khó nè. Mà bắt may được mấy cái bổng. Anh em mình cố gắng kiếm miệng với đỏ cho ngon mà ăn. Hồ này thằng khả thằng khả phía mày. Nó sạc sạc ô cổng với cỏ đó. Ủa
Ui da, hay rồi, cố lên được không? Đôn bờ luôn, đôn bờ luôn, dậy yêu, ui trời ơi, cố to lại bên nơi, mới, bây giờ hơi đà chứ, đây đây này mà, đây đây thằng bạn này, lực lực ngược đây này, cố to lại nha, quả sương, đó, hối ra là cua cang đây trời, thả cho nằm ngửa xuống, đó, này cua này, quả đạp, đó, anh em mình tưởng còn không có thức ăn của cùng, còn cua này, đi lên anh em cùng với trưa đôi, ok chưa, quả sương thôi, còn kiểm mí nữa bỗng. Hãy kiếm cái cục lá, kiếm cái cục lá. Con gì mặc nhiều đi. Hay là bài càng nè, đạp bài càng nè, được không? Đi cho đẹp thế nào. Con đẹp chứ nè, bài đi. Bài càng kẹp chế đó. Này hai con. Đưa con bài như này. Có cái tay đang kẹp nè. Cho bài được không? Nên bài càng, đây. Càng to lên con. Càng to mà lên. Càng to lắm nha. Vì mình bài đó sờ kẹp mà. Đúng không? Rồi đi. Quá sướng, quá sướng. Đi xuống tên, đem là có con nữa đó. Đi. Ừ. Quả đào đúng rồi. Mò coi. Đây có hang này. Mấy cái hang á. Trời nặng là hay vô mặt lên núp á. Nước đó ngọng á, trời nặng á, nước nổng á. Nên kiếm cua như vậy này, hai con cái là ngon này. Hai con luôn. Đó, cái tay bắt lần hai con bọc. Ôi dồi, sao con. Đi, có giữ lên con được. Bỏ qua đi. Mời nha. Ừ. Con tay bắt lần hai con, sao con. Thì rồi, phạt hiện con chi thế này. Cái hang. Dạ, hang như bộ chân thọt quá à. Hang xấu rứa. Thôi hang sâu bò đi. Trên cái bọng được hay. Ừ, con nhảy ra thế. Ê. Hồ nó chắc không còn, hiểu rồi đó. Anh em mình mai mòn hơn tiện mà. Mà đừng cua to mạnh cái bụng. Anh em mình đi về cái chòi anh em mình. Chòi điện thoại đi mà tìm thấy tôm quán nào nữa. Hả? Có chứ thì bắt thêm. Cả chứ đó. Bắt thêm mà có cho đồ bựa. Hả? Đi, anh em đi chứ nào. Lên. Anh em sẽ di chuyển về cái chòi điện thoại nhé. À, thành quả anh em bắt một buổi sáng. Có tiền máy. Đừng cua. Anh mình bà càng. Sơn kẹp nó càng to quá. Thôi đi. À, vì cái bụng này. Mấy cái bụng cho nó. Đội nó. Hôm qua em bắt mấy hơn tỷ cái sạch đấy. Từ từ. Con cũng nè. Ừ. Phòng 5 con. 5 số con để được lúc, để được lúc. 5 con. À 5 con. 5 con. 5 con có bụng luôn. Thôi được rồi. 5 con vẫn còn muốn cua to nha. Con em đi diễn tiếp đi. Về hồ cá. Và đi bữa đi kiếm thức ăn và đi nhiều hồ nữa. Một hồ thì không đủ ăn. Để có số luôn. Được. Không được 4 bình được. Đi. Và sau thời gian anh em hồ đầu tiên được cua to và mẹ cá bụng, giờ anh em sẽ tiếp tục hồ thứ hai nữa. Hai mồi còn không? Hồ anh chín ơi, cá bụng anh chín ơi. Cá bụng mất đi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Một cá bụng anh chín ơi. Đây. Đào cá bụng nữa. Đi. Không còn nắng. Cây gọc. Đi cẩn thận nhá. Gọc nhiều quá. Đốn bờ đi.
Mày không làm cái đó. Không muốn cơm xin đây. Ú trời, tôm sủi đây coi. Đây này này, quả thực vời này, đây đây này. Hiểu bác tôm sủi nghe. Tôi lấy luôn. Đi cho tôm con này xin. Rồi bác đi. Đây 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 này. Ui nhiều đi à. Từ xài. Hai con nha. Ừ, kín bộ kia. Đi bộ á. Nước hơi sâu á, vậy là nước đấy cô gái cần thân được cẩn thận nhé. Đặt lăng xuống mới có chứ không à, lăng này. Hơi lâu. Cô lăng lâu nhá. Một tô xin đây. Đây đây đây, lăng hơi lâu cũng tốn, tốn sủi nhá. Quá tuyệt vời. Lấy lên tay. Lăng hơi lâu anh phải nghe rồi. Ôi tốn sủi luôn nhá, đã chứ. Thế thôi rồi bà, không lên. Ngon tiệm lắm. Hiểu làm giờ hai chân lên này. Không, chắc là nó đủ buổi trưa rồi. Cũng có tôm rồi. À đây đây, muốn cái bổng nữa. Tôm à, tôm. Bổng cũng tôm nữa lắm nha. Tuyệt vời. Ê, lâu lâu tìm được bữa ăn như ngon như thế. Đó. Tôm bạc nữa. Anh xin đưa cảnh của tôm. Tôm. Ừ, đội hồ, hồ nó giống của tôm luôn đây. Hôm mò buổi sáng nên mò hơn một tiếng rồi. Mà máy mặn đứng cứ to. Còn lại toàn cái bổng. Có gì không? Được hết rồi. Mặt cái cười còn chứ không có cái cười nữa. Tôm đi. Tôm. Ui tôm nhảy này. Anh xin tôm cưng lắm á. Đại tôm rồi, đại tôm anh xin ơi. Đây. Rồi anh chưa mừng tím nữa. Đây tôm nữa nha. Đó. Hiệu lăng đó này. Hiệu lăng là chín này. Đồ ăn chín tôm. Đừng ngồi lạ rồi, hàng kia không được hết. Xài để bắt con tiệm, gọi chứ mà nè. Chín mà nè, tên bác lại. Bác lại. Ba bữa dập tới. Không, ba bữa dập tới nhiêu không này. Thấy được sâu nữa, mình bắt cái con khả này. Ba bữa dập là nhiêu lắm đấy. Có kiểu bữa nín, hãy bắt cái trời đi ra đó. Tôm rắc con nhiêu nữa xin. Hồ nó nhỏ nha. Mình thay đổi địa điểm cũng có đoạn liền. Anh em mình đi xả đi hai hồ nữa. Có mấy cái hang cỏ này, hang nhiều ghê này. Hang này. Ít cái bóng chứ anh ấy. Đó rồi. Bụng một cụ. Anh ngồi xuống á. Thì kinh tế bắt được gì này làm này. Có không? Bụng xa nữa. Ý mày. Nhưng mà bắt được. Để em phải ăn khối nha. Xài thôi. Ê, sao mày mùi ra đi. Tố ta. Tố, ừ. Em mô coi. Đây, ui, tôm sủi to lắm ơi. Đấy, quả đạo luôn coi. Ôi trời ơi, quả sơn. Tôi thêm một cá sơn nữa. Dạ. Quả cái gớm. Em chụp tùng hẳn của em từ con chim. Anh đang bụng ra nó. Mày cũng ráng cái bụng. Ok, thằng này. Cái này bộ giả tri này, nó giỡn coi, trẻ lên coi. Em ăn nửa của bớt cái đuôi bề đã mà. Anh này mới nắng mới nó chứ. Giỡn coi, giỡn rõ coi. Đó, tấm sủi hết đấy. Quả tuyệt vời thôi, đem bộ bông bê cho sạch chứ. Đó là thành quả buổi sáng này bắt này. Đó, thành quả sáng nay mình bắt hai hồ nhé. Đó, được bốn cua to, thì cá bông. Còn sau này mò hồ sau được một mà tôm khá khả nữa. Có được mấy con? Hồ sau chứ không? 4 con, 6 con, 7 con. 6 con. 7 con. 8 con. Rồi về một ít cá bổng. Về cua rất to nha. Thôi anh em mình ra ngoài đồng nướng nha. Tại vì cái chòi hiện tại công trình đang làm anh em mình không thể ở đó nấu được. Thôi anh em mình nướng đây được lên thang đi. Rửa đi rửa đi, một đứa đi rửa đi. À, đổ xô lại để mình rửa đi. Còn lên thang anh em mình sẽ nướng ăn ngoài đồng đây, cũng gần đồng anh em hay quay này.
không phải trôi, anh em mình thì hiện tại cũng trình làm, anh em mình bố ổn nữa, nên là bạn không thể quay cho bạn xem. Đó, đạt lên thang đó, đây là thành quả anh bỏ nữa nha, được muốn cua to, muốn tôm sủ to, vậy mày ít con tôm sủ như vừa vừa vậy, sủ cả bọng nha. Anh em mình nướng ở ngoài đâu, trong thời gian chờ đây mua chị anh em mình chơi đồ chơi đi. Đó, ba bạn nhỏ sẽ chơi trò thầy trai. Thầy trai đấy, ok, có thể thầy trai. Anh em mình có chuẩn bị trai. Lại ba người rằng lục chơi đi. Lục chơi nè, à, solo đi. Solo hay là một đập hai? Một đập hai luôn. Một đập hai là ba là ngồi vui với nhau luôn. Đó, đây là cái bật này, nó chuẩn bị sẵn này. Rồi, thầy kích quần sushi không? Sushi luôn cho cũng bằng. Ê, cũng bằng ba sushi thầy trước. Rồi kinh này trước. Quá lừa phong. Rồi, quay đây, kinh này trước đây. Một thằng đứng là được đập hai nè. Rồi, thầy hiểu. Rồi, đạt. Kinh là gần được rồi đó. Xin đưa em cái bịt đang khó chả. Nhanh đi. Thiệu lực. Dư lực. Thiệu lực. Nó gân đựng ở đó. Phải dư đụng lực. Em đựng ngay. Đó, đó, đó. Đó, cột hai lần này. Đập trên rồi xuống á. Rồi, lại kinh. Yeah, gân được, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Gân này, gân này, gân này. Em đựng ngay, cụ hối chứ, cổ chứ nhiêu. Đó, đây là kinh, kinh tay. Không, 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 đập luôn. Hiểu. Đó, gần đựng ở đó, đó, gần đựng ở đó. Bị khó đây. Sắp được khó, hay bị khó hai cả mình chứ khó được cả mọi người. Lý lý lý. Bố là miếng đường. Ui ơi. Tiếc rồi. Đó, đó, quả tuyệt vời, quả tuyệt vời, khó. Rồi mặt lên. Mặt lên. Khó chắc nhở hiểu rồi. Của tấm phải cha hu. Đó. Thầy giáo này hiểu đó, thằng ở trái là được rồi chứ. Thằng ở trái là được. Được khó này. Đó, quả tuyệt vời, quả tuyệt vời. Thầy hiểu. Mí. Dạ, gần được rồi, gần được rồi. Kinh, kinh. Gần được rồi. Đó, được, quả tuyệt vời. Mí nè. Mí nè. Này. Đập chọc đâu là cổ thôi. Đó, gần được rồi. Trẻ em dư dư ừ. Vừa lực thôi. Đó. Chưa gần được rồi. Đó trời. Ê. Ghiên tay ba bàn liên tiếp rồi. Đưa cái tay đây. Kỹ năng thôi, suối mùa suối là kỹ năng. Dũng đi bạn. Đó, kỹ năng có kỹ năng đâu được họ. Anh đi thương mi. Đó, thành quả của buổi sáng bắt này cuối cùng chín nè, bằng nhỏ ăn đi. Nó ăn mình bắt được cua to, cua khá to đó. Mấy người ăn cùng mình nha. Mình cả bụng.
ăn mặc đâm chiêu kín phê. Sau thời gian làm mệt mỏi ăn ngon. Nó có review con cua to rồi mà sáng hôm nay mặn con cua rất to nha. Thì đặc biệt con cua to ăn thì ngon lắm. Hơn mấy bạn cũng ạ. Ừ. Ủa ra thịt tê. Tạ chứ. Heo ăn này. Thịt quê. Ngon không? Tuyệt vời. Có gầy đắng nha. Thịt ngọt, có muối, cái cây nè. Muối tôm. Ngon. Ngon lại luôn. Bạn mình ăn thấy ngon không? Hiểu bạn mình cua hiểu đấy. À, anh mời mẹ em ăn. Cho ăn đi, ăn đó, ăn cua về ăn cua đó này. Mời quả đạm. Mời hiệu ăn nha. Mời camera ăn luôn, mời mọi người ăn luôn. Đó, ui da, hấp dẫn em ơi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Đào đã hướng em nha. Ăn dẹp mừng ngon. Con dẹp mừng ngon. Anh em ăn uống xong anh em mừng về nha. Clip anh em tới đây thật vang nha. Mọi người hãy cho anh em một like, subscribe, đăng ký kênh và ủng hộ cho tụi em mọi người. Và bây giờ anh em mình chào các bạn nha. Bye bye.